Để đánh giá chính xác diễn biến và kết quả của cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, mời các bạn xem kỹ lại phần 1, đảm bảo nắm rõ nguyên nhân xung đột. Phần 2 sẽ không đi quá sâu vào diễn biến cụ thể, mà tập trung hơn vào phân tích các bước đi chiến lược của cả hai bên, tạo tiền đề cho phần 3, tập trung phân tích và nhận định kỹ hơn được mất của hai phe sau cuộc chiến. Tiếng súng trên bầu trời biên giới. Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc chính thức đổ bộ vào Việt Nam. Theo số liệu đo được từ vệ tinh của Mỹ, đã được Đặng Tiểu Bình xác nhận trong một chuyến thăm đối tác này sau chiến tranh. Trung Quốc triển khai khoảng 85.000 quân trước khi tăng lên thành 400.000 với tham vọng sử dụng chiến thuật biển người, nhanh chóng chiếm đóng các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Cũng theo số liệu này, Việt Nam có khoảng 100.000 quân tham chiến, hầu hết chỉ là bộ đội địa phương và dân quân, chứ không phải quân đội chính quy như Trung Quốc tuyên truyền trong nước. Trong cuộc đổ bộ lần này, Trung Quốc chỉ sử dụng pháo binh và bộ binh. Quyết định nhìn bề ngoài có vẻ bất thường, nhưng xem xét kỹ lại giống như một nước cờ đã được toan tính kỹ lưỡng nhằm bắn một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, tránh đối đầu với phòng không Việt Nam vì không quân Trung Quốc sau ảnh hưởng của cách mạng văn hóa thì không thực sự mạnh, khả năng thất bại trên chiến trường và chịu bẽ mặt là không nhỏ. Và thứ hai, hạn chế tối đa khả năng Liên Xô tham chiến nhanh chóng với lực lượng không quân của mình. Nói về phòng không Việt Nam trước khi cuộc chiến diễn ra có một chi tiết rất thú vị liên quan tới Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tại thời điểm đó, lẽ ra chúng ta đã cho sĩ quan nghỉ ngơi và tháo dỡ hệ thống phòng thủ nếu như không có quyết định đề phòng vô cùng quan trọng của ông. Để hiểu về tầm quan trọng của quyết định này, hãy nhớ rằng máy bay phản lực Trung Quốc có thể bay từ biên giới tới Hà Nội chỉ trong vòng 7 phút. Mức độ tàn phá có thể đã lớn hơn rất nhiều nếu họ không dè dặt và ta thì không đề phòng. Lại nói về cuộc chiến trên mặt đất, Đặng Tiểu Bình hiểu rằng về mặt chiến lược, Trung Quốc cần nhanh chóng tiến sâu vào Việt Nam, bất chấp cái giá phải trả là sinh mạng hàng vạn binh lính Trung Quốc. Ông ta cũng hiểu, người Việt Nam với kinh nghiệm chiến đấu và lợi thế sân nhà sẽ không dễ bị khuất phục. Nhưng Đặng không có nhiều thời gian, Liên Xô và quân chủ lực Việt Nam sẽ không cho Trung Quốc nhiều thời gian. Chí ít Đặng nghĩ vậy. Kết quả là quân Trung Quốc bất chấp thương vong tràn lên phía trước. Tới mức Đại tá Triệu Quang Điện, trưởng phòng truy nã tội phạm công an tỉnh Lạng Sơn khi nhớ lại vẫn phải thốt lên rằng ngày đó không bắn giỏi vẫn trúng lính Trung Quốc. Nhiều cựu binh Việt Nam khi được nhà báo phương Tây phỏng vấn cũng khẳng định người Trung Quốc đông hơn, đồng thời không coi trọng sinh mạng như người Pháp và người Mỹ. Thậm chí, nhiều nhân chứng chiến tranh còn kể lại chiến thuật đáng sợ của Trung Quốc lúc bấy giờ. Pháo binh cứ cản lướt trước bằng mưa đạn pháo xong, thì bộ binh lại tiến lên ồ ạt. Khi bộ binh lên rồi, thì pháo binh sẽ chuyển sang bắn sau lưng bộ binh, chỉ để lại cho họ đường tiến chứ không thể lùi. Chiến thuật biển người kiểu này khiến Trung Quốc vốn thiếu nhiều kỹ năng do không được đào tạo bài bản tốt, chết rất nhiều. Đã có những thời điểm sông Kỳ Cùng kẹt cứng xác người, chủ yếu là quân Trung Quốc bị tiêu diệt khi cố gắng qua sông. Xác lính Trung Quốc nhiều đến mức nhà cầm quyền nước họ không thể chuyển về hết sau chiến tranh nên đành chất đống, tẩm xăng và hỏa thiêu hàng loạt. Về phía Việt Nam, đơn vị tham chiến chủ yếu là quân địa phương và dân quân. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu sau khi tôi luyện qua hai cuộc chiến tranh vẫn vượt trội so với Trung Quốc. Đối chọi lại với chiến thuật biển người, quân ta vẫn chủ yếu sử dụng lối đánh du kích sở trường nhằm tận dụng tối đa địa thế đồi núi trong việc cản bước tiến và tiêu diệt sinh lực đối thủ. Lối đánh này giúp Việt Nam cầm chân Trung Quốc với một lực lượng nhỏ hơn rất nhiều. Kế hoạch chiếm 5 tỉnh miền Bắc trong vòng một tuần của Trung Quốc nhanh chóng phá sản. Đã có những thời điểm một sư đoàn của Trung Quốc không thể phá nổi thế trận phòng thủ do một trung đoàn Việt Nam bố trí trong vòng nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày. Nhiều sĩ quan Trung Quốc sau này đã gọi cuộc chiến với Việt Nam là cuộc chiến ma, Ghost War, hay cuộc chiến với bóng, Shadow War, vì giao chiến với quân đội Việt Nam không khác gì chiến đấu với cái bóng của chính mình. Ở phía bên kia biên giới, cũng có nhiều trường hợp các đơn vị đặc công Việt Nam đánh hẳn sang và phá hủy kho tàng của Trung Quốc ở Ninh Minh, Quảng Tây và Malipo, Vân Nam. Tới ngày 6 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc mới chính thức chiếm được Lạng Sơn, đồng thời tuyên bố đã mở được cánh cửa vào Hà Nội và bắt đầu chuẩn bị rút quân. Vậy là cửa ngõ Hà Nội đối với họ chỉ cách biên giới khoảng 15-20 km. Nhận định về cuộc chiến, hầu hết các tác giả phương Tây cho rằng Việt Nam đã thể hiện tốt hơn trên chiến trường, đồng thời chỉ ra một số vấn đề lớn với quân đội Trung Quốc. Chiến thuật đã lạc hậu, không có gì thay đổi kể từ thời Vạn Lý Trường Chinh, Thế chiến thứ hai và chiến tranh Triều Tiên. Phương tiện liên lạc cực kỳ thiếu thốn và lạc hậu, quy trình liên lạc cũng cổ lỗ. Nhiều nguồn tin còn cho rằng quân Trung Quốc đã từng dùng bản đồ 75 tuổi trong cuộc chiến ở Việt Nam. Hệ thống tiếp vận hậu phương và liên lạc vẫn kém và thô sơ, vẫn dùng lừa, ngựa, thiếu thốn phương tiện liên lạc, quy trình truyền lệnh có vấn đề, vân vân. Dưới ảnh hưởng cách mạng văn hóa, nền công nghiệp Trung Quốc gặp rất nhiều vấn đề,
dẫn tới vũ khí không tốt bằng vũ khí của Việt Nam được Liên Xô hỗ trợ. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra rằng việc chiếm được Lạng Sơn có thể là tiền đề và bàn đạp cho Trung Quốc đi sâu hơn nữa vào lãnh thổ Việt Nam, thậm chí tới tận Hà Nội. Đương nhiên, hành động này chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều thương vong cho Trung Quốc, vì Hà Nội đã bố trí 5 đơn vị phòng thủ chính quy ở khu vực đồng bằng sông Hồng, chưa kể tới 30.000 quân chủ lực đang từ Campuchia và Lào quay về tiếp viện. Đặng Tiểu Bình đã đưa ra một quyết định đủ khôn ngoan để tránh xa lầy nếu tiến sâu hơn về phía Nam. Ngày 16 tháng 3 năm 1979, hầu như toàn bộ quân Trung Quốc rút về nước trong sự chào đón như những người anh hùng, những chiến binh kiêu hãnh đã dạy được cho Việt Nam một bài học. Nhưng có lẽ, chính Trung Quốc mới là bên đã học được một bài học lớn. Trung Quốc rút quân. Ngày 16 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc rút hết quân khỏi Việt Nam sau 29 ngày tiến công dồn dập. Trên đường về nước, một mặt họ áp dụng triệt để chính sách tiêu thổ Scorch Earth Policy nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Mặt khác lại sử dụng tâm lý chiến để thu phục lòng dân các dân tộc thiểu số nước ta và xây dựng hình ảnh một đội quân Trung Quốc thân thiện. Làng mạc, cầu cống, đường xá tại các tỉnh Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh gần như bị phá hủy hoàn toàn. Những người Trung Quốc đã từng giúp Việt Nam xây dựng chúng khi tình cảm hai bên còn khăng khít, nay lại là những người trực tiếp vung những nhát búa hay đặt những khối bộc phá đánh sập các công trình một thời là biểu tượng của sự đoàn kết. Mặt khác, đối với các dân tộc thiểu số vốn nhận được ít sự quan tâm từ phía chính phủ Việt Nam thời đó, quân đội Trung Quốc lại rất ân cần giúp đỡ. Họ giúp những người dân này quay lại vườn tược, sửa lại nhà cửa bị hư hại do chiến tranh, họ phát gạo và thực phẩm, họ chia sẻ từ điếu thuốc, cái bật lửa với những con người khốn khổ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đẫm máu trong suốt một tháng trời. Mục đích của Trung Quốc có lẽ không cần bàn tới, chỉ biết rằng đâu đó khắp núi rừng phía Bắc Việt Nam, người ta thấy những nụ cười, cái ôm hay cái bắt tay đầy hữu nghị cứ như thể chưa hề có gì bất thường xảy ra. Những ảo ảnh che giấu phía sau nó một thực tại thảm khốc và đáng sợ. Những con số và sự kiện ám ảnh. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều không tiết lộ cụ thể con số thương vong, hoặc con số hai bên đưa ra đều theo hướng có lợi cho mình và không thực sự đáng tin cậy. Theo Trung Quốc, 7.000 binh lính của họ hy sinh, 15.000 bị thương. Tuy nhiên, các nguồn tin phương Tây ước tính rằng hai con số này chính xác phải là 28.000 và 43.000, theo đánh giá của HistoryNet. Việt Nam kiên quyết cho rằng khoảng 100.000 dân thường đã bị Trung Quốc tàn sát. Con số thực tế được trang Military History Now ước tính khoảng 10.000 quân và 10.000 dân thường. Ám ảnh hơn có lẽ là những sự kiện đau thương chúng ta đã nghe nhiều nhưng mỗi lần nhắc lại đều mang tới những cảm xúc khó tả. Pháo đài Đồng Đăng trở thành mồ chôn tập thể của hàng trăm người, hầu hết trong số đó chỉ là thường dân ở Lạng Sơn khi quân Trung Quốc quyết định giật sập cửa hầm, thả lựu đạn hơi cay, khí độc và phun lửa sát hại những người đang chạy trốn hoặc cố thủ bên trong. Vụ thảm sát 43 người, hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em của lính Trung Quốc trên đường rút về nước. Vụ việc xảy ra tại Tổng Trúp, thành phố Cao Bằng. Và những điều được mất. Sau sự kiện biên giới năm 1979, Việt Nam lại càng thân Liên Xô và càng có thái độ thù địch trong mối quan hệ với Trung Quốc. Một mặt, Việt Nam tiếp tục nhận cứu trợ và vũ khí từ đồng minh, đổi lại cho phép Liên Xô sử dụng các cảng Đà Nẵng, Cam Ranh và đưa máy bay hoạt động trên phạm vi lãnh thổ. Mặt khác, Việt Nam điều động thêm 600.000 quân được trang bị và đào tạo lên các tỉnh miền Bắc nhằm xây dựng những pháo đài bất khả xâm phạm, có khả năng chặn bước tiến của Trung Quốc nếu một cuộc chiến tương tự nổ ra. Bầu không khí căng thẳng tiếp tục kéo dài trong khoảng 10 năm khi hai bên vẫn đều đặn bắn phá và tấn công nhau. Biên giới Việt Nam dường như vẫn chưa bao giờ im tiếng súng, hàng chục ngàn sinh mạng của cả hai phía tiếp tục mất đi trong các cuộc đụng độ đẫm máu. Vậy thì, sau tất cả những sinh mạng và mất mát trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 nói riêng, và hơn một thập kỷ tranh chấp đụng độ giữa hai quốc gia láng giềng nói chung, Việt Nam và Trung Quốc được mất những gì? Về phía chúng ta, trước hết phải khẳng định hầu hết các học giả phương Tây đều đồng ý rằng trong cuộc chiến đầu năm 1979, Việt Nam là phe thể hiện tốt hơn trên chiến trường, từ chiến lược chiến đấu tới kỷ luật và hiệu quả đạt được. Đặng Tiểu Bình sau này cũng phát biểu gay gắt trong hội nghị quân chính ngày 16 tháng 3 năm 1979. Đánh lần này vũ khí, quân số đều gấp mấy lần Việt Nam, chiến đấu ở Cao Bằng chỉ ít là 5-1. 6-1, chiến đấu ở Lạng Sơn, Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí 6-1, 7-1. Nhưng, thương vong của chúng ta gấp 4 lần so với Việt Nam, thần thoại của chúng ta đã bị hủy diệt. Có thể nói, trong một giới hạn nào đó, Việt Nam đã dạy cho Trung Quốc một bài học. Tiếc rằng bài học này chỉ gói gọn trên chiến trường, và thậm chí nhiều khả năng còn chính là thứ Đặng Tiểu Bình muốn gửi gắm người Việt truyền đạt nhằm thức tỉnh đội quân Trung Quốc rệu rã sau cách mạng văn hóa. Giống như một trong số các nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến đã được đề cập trong phần 1.
Ngược lại, ngoài việc thể hiện được hình ảnh anh hùng giống như anh Tyrone Davis đối chọi lại gã khổng lồ Goliath, chúng ta lại mất đi quá nhiều. Thứ nhất, hàng chục ngàn sinh mạng mất đi, rất nhiều trong số đó là những người dân vô tội. Nỗi đau đó dường như vẫn hiện hữu qua những câu chuyện và lời kể của các nhân chứng sống, bất chấp đã hơn 30 năm kể từ ngày hai nước bình thường hóa quan hệ song phương. Thứ hai, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng, chúng ta một lần nữa phải xây dựng lại từ đống tro tàn chiến tranh. Một dân tộc vốn dĩ đã bị giày xéo trong xung đột, vừa mới phục hồi lại bị đẩy vào vòng xoáy chiến tranh. Đó là một thực tế hết sức đau lòng. Thứ ba, chúng ta phải duy trì một lực lượng quân đội lớn hơn rất nhiều so với sức chịu đựng của nền kinh tế trong suốt hơn một thập kỷ tiếp theo, chỉ để đề phòng một cuộc chiến tương tự. Điều này gián tiếp kéo lùi đà phục hồi và phát triển của Việt Nam, đúng như toan tính của giới cầm quyền Trung Quốc. Về phía Trung Quốc, hãy cùng phân tích dựa trên mục đích phát động chiến tranh của họ đã được đề cập trong phần 1. Mặc dù thất bại trong những mục tiêu ngắn hạn, thứ nhất, không thể ép được Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, dù trên thực tế một phần lực lượng quân chủ lực Việt Nam tại đây cũng đã được điều động về nước. Thứ hai, không thể xóa bỏ hình ảnh con hổ giấy trong khu vực. Hầu hết các học giả phương Tây đều nhận định quân đội Trung Quốc còn tiềm ẩn rất nhiều vấn đề về khí tài, chiến thuật, kỷ luật, vân vân. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc lại thành công trong các mục tiêu lớn và dài hạn, theo đúng toan tính của Đặng Tiểu Bình. Thứ nhất, thành công trong việc kìm hãm đà phát triển và sức ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực Đông Dương. Mục tiêu duy trì một nước Việt đi chậm và yếu hơn Trung Quốc về cơ bản đã hoàn thành. Như đã phân tích, sau năm 1979, Việt Nam tiếp tục phải duy trì một nền kinh tế và quốc phòng luôn trong tình trạng trực chiến. Để rồi mãi tới gần 10 năm sau, khi xung đột với Trung Quốc đã bắt đầu nguội dần, mới có thể tiến hành đổi mới mở cửa. Thứ hai, thành công trong việc kéo Mỹ về gần hơn với mình trong cuộc chiến chống lại sức ảnh hưởng của Liên Xô. Việc Liên Xô không dám đưa ra những hỗ trợ đủ mạnh cho đồng minh, đúng theo tính toán của Đặng Tiểu Bình, đã đem đến cho Trung Quốc hai cái lợi lớn. Một là sự thân thiết và hỗ trợ của Mỹ, rất cần thiết cho tiến trình đổi mới và mở cửa nền kinh tế của họ vào thời điểm đó. Và hai là loại bỏ được khả năng bị Việt Nam và Liên Xô tấn công, gây sức ép từ hai phía. Giờ đây người Việt đã hiểu thế nào là nước xa không cứu được lửa gần, bất chấp đảm bảo hỗ trợ quân sự đã được ký kết với đồng minh thân cận là Liên Xô. Thứ ba, thành công trong việc đánh thức và cải tổ nền quốc phòng rệu rã sau ảnh hưởng của cách mạng văn hóa. Năm 1978, Trung Quốc bắt đầu mở cửa, sau cuộc chiến năm 1979 thì bắt đầu chỉnh đốn lại nền quốc phòng. Những xung đột sau đó với Việt Nam gần như những cuộc tập dượt cho mục đích tối ưu và hiện đại hóa quân đội nước họ. Người Trung Quốc nhanh chóng học từ thất bại trên chiến trường năm 1979 để khắc phục dần những điểm yếu cố hữu của chính mình. Lời kết. 41 năm đã trôi qua kể từ những ngày đau thương năm 1979, 28 năm đã trôi qua kể từ ngày Việt Nam và Trung Quốc chính thức bình thường hóa quan hệ. Có một thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình, ổn định. Ít ai có thể hình dung chỉ một vài năm trước khi họ ra đời, tiếng súng vẫn vang trên biên giới, xương máu của người Việt vẫn phải đổ vì đất nước này. Quá khứ đau thương cần được khép lại để dọn đường cho những thứ tốt đẹp hơn, nhưng sự lãng quên là điều không thể chấp nhận. Thay cho lời kết, xin gửi đến mọi người chương trình truyền hình do một hãng thông tấn của Đức thực hiện về cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, được đăng trên Facebook anh Phạm Gia Hiền. Clip này các bạn có thể xem trong bài viết trên website spryroom.com. Link bài viết được để ở phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spryroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.